Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh, xã hội diễn ra trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua, bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất, với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, tờ China Daily dẫn thông tin của Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo rằng mưa lớn đang di chuyển xuống phía Bắc của nước này trong vòng 30 ngày tới, trong khi đó mưa dông kéo dài ở phía Nam sẽ có chiều hướng giảm dần. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt thời tiết bất thường này do tình trạng ấm lên toàn cầu với đới áp cao cận nhiệt đới dẫn đến biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và nhiều hơn. Trung Quốc thường hứng chịu những hiện tượng đối lưu cực mạnh gây mưa to, với 16 khu vực xảy ra hiện tượng này và dự báo cường độ đối lưu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến tận tháng sau. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc thông báo, sông Dương Tử đã đón nhận đợt lũ thứ tư. Lũ lụt khiến dòng chảy của sông ở thượng nguồn và dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng nhanh. Tính tới 10 giờ sáng, hồ chứa đập Tam Hiệp ghi nhận dòng chảy cực đại lên tới 55.000 mét khối mỗi giây. Dòng chảy cực đại dự kiến là 65.000 mét khối mỗi giây vào lúc 20 giờ tối theo giờ Bắc Kinh. Tình hình dọc theo sông Dương Tử trở nên đáng lo ngại kể từ khi đập Tam Hiệp trải qua đỉnh lũ đầu tiên của con sông này trong năm nay hôm vừa qua. Tân Hoa Xã nhận định lúc 8 giờ, dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp ở mức 34.000 mét khối mỗi giây, với mực nước trong hồ ở ngưỡng 165,55 m. Theo các chuyên gia của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu vực sông Dương Tử dự báo sẽ có một đợt mưa lớn mới trong ngày tới. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cảnh báo rằng mực nước lũ sẽ dâng trở lại trong vòng 3 ngày tới ở vùng trung lưu của sông Dương Tử cũng như hồ Động Đỉnh. Mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử trong 10 ngày tới, theo cảnh báo hôm vừa qua của cơ quan khí tượng Trung Quốc, có thể dẫn tới nguy cơ thảm họa cao. Tờ Hoàn Cầu thông tin, đỉnh lũ số 3 năm 2023 của sông Dương Tử hay sông Trường Giang xảy ra vào 14 giờ chiều ngày đầu tháng theo giờ địa phương. Và đỉnh lũ thứ 3 của con sông dài nhất Trung Quốc, dòng chảy cực đại và hồ chứa đập Tam Hiệp là 63.000 mét khối mỗi giây. Theo CCTV, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp khi đó là 153 m, theo China Daily. Giới chức vận hành đập Tam Hiệp cho hay, hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xử lý được mực nước lên tới 175 m. Hàng trăm học sinh ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc khi đi dự kỳ thi tuyển sinh cấp 3 được tổ chức vào ngày hôm qua đã bị mắc kẹt do mưa lớn gây ngập nặng. Chính quyền địa phương ngay lập tức đã cử một đội cứu hộ giải cứu các em bị mắc kẹt. Cụ thể có hơn 70 học sinh đã phát đi tín hiệu cấp cứu vào ngày hôm qua khi con đường ở một làng Phu Dông thuộc huyện Bà Dương nằm cạnh hồ Bà Dương bị ngập nặng. Được tin công nhân làm việc tại hồ Bà Dương đã dùng thuyền tới giải cứu các em, ông Wu Xiaobing, phó hiệu trưởng trường trung học Bishan cho biết, hơn 70 học sinh đã bị mắc kẹt không thể tới trường đi thi. Sau đó chúng tôi đã nhờ đội cứu hộ để giúp đỡ. Họ sẽ đón các em bằng thuyền, sau đó đưa các em tới địa điểm đón xe buýt công cộng để các em có thể tới trường đi thi. Tới 10 giờ cùng ngày, 12 xe buýt đã lăn bánh chở 220 học sinh trong khu vực tới địa điểm thi trong quận. Cùng lúc, 20 lính cứu hỏa đã giải cứu 23 em học sinh bị mắc kẹt trong những ngôi nhà bị ngập nước ở làng Phu Sông. Lũ lụt cũng đã chia cắt các tuyến đường vào thị trấn Liên Hồ khiến cho giao thông nơi đây bị tê liệt. Gần 540 học sinh trong khu vực cũng không thể đi tham dự kỳ thi vì ngập lụt. Năm nay, dự kiến huyện Bà Dương phía đông bắc của tỉnh Giang Tây Trung Quốc có khoảng 18.000 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh của cấp 3. Hôm nay, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại khu vực Thái Hồ lên cấp 1, mức cao nhất trong thang 4 cấp. Vào lúc 7 giờ ngày hôm nay, theo trang website Cơ quan Quản lý Hồ Thái Hồ thuộc Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, mực nước trong Hồ Thái Hồ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc đã tăng lên 4,65 m, đạt ngưỡng cao trong mức an toàn. Theo dự đoán, mưa lớn nếu còn tiếp diễn sẽ khiến mực nước trong Hồ Thái Hồ tăng nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Những trận mưa lớn liên tục từ đầu mùa lũ đến nay đã tàn phá phần lớn khu vực miền Nam của Trung Quốc, khiến mực nước nhiều con sông ở các địa phương chịu ảnh hưởng luôn vượt mức quá báo động. Ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, hơn 40 hecta đất nông nghiệp đã bị phá hủy bởi trận lũ quét ngày hôm qua. Nhớ lại trận mưa khủng khiếp, ông Gao Liping, dân làng Shuang kể lại rằng: "Trong đó mưa rất lớn, rất nặng hạt, sáng ra đường thì đã thấy ngập hết cả rồi. Nhưng không chỉ có thế, chỉ 1-2 tiếng sau nước dâng lên cao hơn, ngập cả cái thùng rác ở đằng kia kìa. Nước sâu khoảng 3 m, cả cánh đồng ngập trắng, cây ngập không thấy ngọn luôn, xung quanh chỉ toàn nước là nước." Mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra sạt lở đất, xô ngã nhiều căn nhà khiến giao thông khu vực bị tê liệt. Ngày hôm qua, con đường huyết mạch nối liền 8 ngôi làng tại thành phố Đạt Châu đã bị chia cắt bởi bùn đất. Ông Giang Lưu, một người dân tại đây cho biết, đây là con đường nối liền 8 ngôi làng thuộc thị trấn Ly Di cũ. Trước đây, hơn 7.000 người vẫn đang bị mắc kẹt ở bên trong. Không chỉ giao thông, đất trồng và nhà cửa trong khu vực cũng bị tàn phá nặng nề, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 3,67 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 520.000 đô la Mỹ. Clip ghi lại cảnh tượng lính cứu hỏa bất chấp nguy hiểm, lội trong dòng nước cao tới ngang ngực để giải cứu 222 người dân bị mắc kẹt bởi mưa lũ tại thành phố Quảng Nam, phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực trong thành phố,
mưa tối đa đo đạc được tại làng Suang lên tới 209,5mm. Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các huyện Lâm Thủy, thị trấn Quảng An, tỉnh Từ Xuyên, Trung Quốc với mực nước lên tới gần 1,4m, cô lập 33 người già và 27 trẻ em trong một khu dân cư. Sau khi được thông báo, lực lượng cứu hỏa địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường giải cứu người bị mắc kẹt. Sau đó, lực lượng giải cứu cũng đã gõ cửa từng nhà người dân trong khu vực sơ tán 210 người tới nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hỏa cũng đã giải cứu được 8 người ở làng Dung Tinh sau khi nước từ một hồ chứa địa phương tràn vào làng gây ngập lụt nặng. Tại quận Tiền Phong thuộc thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, 4 người trong đó có 2 người cao tuổi đã bị mắc kẹt trong một cửa hàng cũng đã được giải cứu, đưa đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Trung Quốc đang huy động toàn lực nhằm giảm thiểu và khắc phục hậu quả thiên tai bằng những biện pháp như gia cố khẩn cấp đê điều, sửa chữa các khu vực đê có nguy cơ cao và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Mực nước sông Hồ Khẩu, đoạn dài 13 km của sông Dương Tử chảy qua thành phố Kim Giang ở phía đông của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vẫn duy trì ở mức báo động cao trong 11 ngày liên tiếp, khiến địa phương phải huy động hơn 1.000 quân nhân và người dân gia cố đê dọc hai bên sông. Ông Linh Hai, Phó Chỉ huy trưởng đơn vị ứng phó với bão lũ thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc cho biết, với vai trò là đơn vị chỉ huy và chiến đấu, chúng tôi sẽ sẵn sàng bằng mọi giá để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Mực nước ở sông Trang Hy chảy qua huyện Tùng Dương phía đông của tỉnh An Huy, Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 17,26m ngày hôm qua, đe dọa cuộc sống của hơn 2.500 người dân trong khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.800 nhân viên cứu hộ, gia cố đê điều. Ông Lu Zihong, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Tương Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc nói, 4 ngày trước chúng tôi đã cho sơ tán hơn 2.500 người dân sống tại khu vực đê bao quanh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường gia cố đê chắn, giữ an toàn cho khu vực. Tính đến ngày hôm qua, đã có 543.000 người dân tại tỉnh An Huy được tái định cư. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trong việc theo dõi và kiểm soát lũ. Tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cảnh báo rằng, tại địa phương đã có 37 hồ vượt ngưỡng cảnh báo, 849 hồ chứa cũng đã vượt khả năng chứa nước của mình. Kỹ sư Feng Xuanwen, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cho biết, chúng tôi đang thực hiện các phương pháp tiếp cận một cách thận trọng và nghiêm ngặt hơn trong việc quản lý hơn 2.600 km đê điều. Ngày hôm qua, chính quyền huyện Dương Tây thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã phải dùng trực thăng hoặc máy xúc để tiếp cận từ trên không để sửa chữa các điểm vỡ ở chân đê dài 40m. Mưa lớn và lũ quét cũng đã khiến hơn 3.100 người ở huyện Vu Khê, phía tây nam thành phố Trùng Khánh phải sơ tán khẩn cấp, trong khi chính quyền thành phố liên tục tăng cường tuần tra sông, các hồ chứa. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày hôm qua thông báo đã tới giai đoạn chống lũ khốc liệt, nhấn mạnh sự cảnh giác cao độ trước các nguy cơ xảy ra lũ lụt trong thời gian tới tại Trung Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như ở Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương. Theo Bộ Tài nguyên nước, mực nước ở sông Dương Tử, Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương đã giảm nhẹ vào trưa ngày hôm qua, nhưng vẫn ở mức cao hơn 0,27 tới 2,46m so với mức cảnh báo. 87 con sông ở khu vực Vân Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Hà Nam vẫn trên mức cảnh báo lũ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua đưa ra cảnh báo về mưa lớn tại các địa phương ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và An Huy. Từ đầu mùa mưa lũ, mực nước tại Trung, Hạ Lưu sông Dương Tử cũng như Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương đang tăng nhanh một cách đáng báo động. Do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng tới đời sống của hàng triệu người. 4 ngày trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, điều động thêm các nhóm công tác đến hỗ trợ các địa phương phòng chống thiên tai. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu có những đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho chương trình. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, thì Vân xin cảm ơn sự quan tâm, đóng góp và theo dõi của quý vị. Nếu thấy hay, quý vị hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin được gặp lại và quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.